Người đầu tiên đến với phần thi khởi động đó là Ngọc Lương. Năm nhuận có số chỉ 5 luôn chia hết cho các số tự nhiên nào? 1, 2, 4. Chính xác. Ai là tác giả của những truyện ngắn xuất sắc như Cô tiểu thư nông dân, Con đầm Pig? Một bạn. Pushkin ạ. How many meters squared are there in one hectare? 100 meters. Đáp án là 10,000. Các nhà du hành được phóng lên vũ trụ trong tư thế nằm ngang với phương chuyển động của con tàu để tránh nguy hiểm do hiện tượng tăng trọng lượng gây nên. Vuông góc. Chính xác. Thuận Thiên Nguyên Bảo và Thuận Thiên Đại Bảo là hai đồng tiền lần lượt do những vị vua nào cho đúc? Bỏ qua. Lê Thái Tổ, Lý Thái Tổ ạ. Cơn lốc Đường Biên là biệt danh của nữ tuyển thủ nào của bóng đá Việt Nam? Quỳnh Như. Nguyễn Thanh Nhã. Vâng, như vậy là Ngọc Lương đã khởi động xong và bạn đang có 20 điểm. Và bây giờ sẽ là lượt thi khởi động của bạn Hữu Tùng. Câu hỏi đầu tiên. Giá trị của số La Mã là các thành phần của nó. Bóng. Chính xác. Với những câu thơ sau, nhà thơ Tố Hữu đã nhận xét về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ nào? Trải bao, gió dập sóng rồi, tấm lòng thơ vẫn tình đời thiết tha. Hàm Mộc Tử. Nguyễn Du mới là câu trả lời ạ. What is the name of a Japanese poetic form with 3 lines and 17 syllables? Haiku. Bạn có thêm 10 điểm. Tuần hoàn phổi là một phần của hệ tuần hoàn đưa máu oxy trở về nhĩ trái và tâm thất trái, mang máu oxy ra khỏi tâm thất phải của tim đến phổi. Giàu nghèo. Đúng. Người ta quy định lấy kinh tuyến độ qua giữa múi giờ số ở Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế. 180 độ và 12. Nghệ sĩ nào được mệnh danh là cải lương chi bảo của Việt Nam? Bỏ qua. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Cuối cùng đã hoàn thành xong phần thi của mình và bạn đã có 30 điểm. Người tiếp theo đến với phần thi khởi động đó chính là cô gái duy nhất của Đài Leo Núi ngày hôm nay. Xin mời Linh Chi. Theo lịch Kanji, cứ bao nhiêu năm thì một can được lặp lại? 10 ạ. Chính xác. Trường làng Mỹ Lý, làng Hòa An, đình làng Hòa Ấp, làng Lê Xá là những địa danh xuất hiện trong truyện ngắn nào của nhà văn Thanh Tịnh? Tôi đi học ạ. 10 điểm nữa. What shape are most of the traffic signs that prohibit actions? Circle. Chính xác. Qua kính hiển vi, độ phóng đại ảnh có độ lớn bằng số bội giác khi ngắm chừng ở? Bỏ qua. Cực cận ạ. Nhà triết học và bác học nào của Hy Lạp cổ đại là tác giả của câu nói nổi tiếng thầy đã quý chân lý còn quý hơn? Aristotle. Chính xác. Quốc gia nào là chủ nhà vòng chung kết Euro 2024? Pháp ạ. Đức mới đúng ạ. Vâng, và như vậy Linh Chi đã vượt qua lượt thi khởi động đầu tiên và bạn đang có 40 điểm. Sau đây là phần thi khởi động của Trung Thành. Câu hỏi đầu tiên như sau. Khi vẽ một tứ giác bất kỳ và nối các trung điểm của bốn cạnh của nó lại với nhau, ta luôn có được một hình. Vuông ạ. Hình bình hành ạ. Theo thần thoại Hy Lạp, điểm yếu của anh hùng Asin nằm ở đâu? Gót chân ạ. Bạn có 10 điểm đầu tiên. Which part of the cocoa plant is used to make chocolate? Cacao. Beans. Loại mô nào gồm các tế bào xếp xít nhau, phủ ngoài cơ thể, lót trong các cơ quan rỗng như dạ dày, dạ con? Mô liên kết. Mô biểu bì mới đúng ạ. Ở nước ta, cấp học nào là cấp học bắt buộc trong hệ thống giáo dục phổ thông? Tiểu học ạ. Chính xác. Trong vở chèo Quan Âm Thị Kính, nhân vật nào đã nói ba tiếng mõ này là để nuôi chồng nuôi con tới đây? Thị Mầu. Mẹ Đốp ạ. Và Trung Thành đã hoàn thành xong phần thi của mình, bạn đã có 20 điểm. Bây giờ sẽ là một lượt khởi động chung và các bạn hãy sẵn sàng để tay vào chuông. Xét mặt phẳng không đi qua đỉnh của mặt nón và song song với hai đường sinh của mặt nón. Hữu Tùng. Hyperbole. Hyperbole. Trong nhiệt động lực học, tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật được gọi là gì? Ngọc Lương. Cơ năng. Nội năng mới đúng ạ. Tên của hợp chất vô cơ được hình thành trong những cơn mưa dông kèm sấm chớp là một trong những tác nhân gây ra mưa axit là gì? Trung Thành. NO. Đáp án của chương trình là HNO3, nhưng đáp án của bạn cũng được chấp nhận. Hai từ nào còn thiếu trong những câu ca dao sau? Muối. Năm muối đang còn mặn, gừng. Tháng gừng hãy còn cay, đôi ta nghĩa nặng tình dày. Linh Chi. Muối 3 năm, gừng 6 tháng ạ. Gừng 9 tháng ạ. According to Andersen's fairy tale, what did the mermaid exchange with the sea witch? Tùng. Voice. Her voice. Trong văn hóa Đông Á, tứ tượng là bốn sinh vật thần thoại gồm Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ và... Hữu Tùng. Kim Quy. Bạch Hổ ạ. Núi nào ở miền Nam của nước ta được mệnh danh là đệ nhất thiên sơn? Hữu
Hữu Tùng. Mặt đen. 10 điểm cho Hữu Tùng. Mô hình trồng trọt nào không dùng đất, rễ cây được phát triển trong dung dịch dinh dưỡng khoáng không khí liên tục? Hữu Tùng. Nhân dầu vô tính. Thủy canh ạ. Tên gọi của nút lệnh có tính năng hủy bỏ thao tác vừa làm trong Microsoft Word là gì? Ngọc Lương. Ăn dù. Chính xác. Guinness đã ghi nhận ai là cầu thủ chơi nhiều trận ở World Cup nhất và là cầu thủ ghi nhiều bàn ở một kỳ World Cup nhất trong vai trò đội trưởng? Ngọc Lương. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội? Trung Thành. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước, đúng vậy. Tính đến năm 2023, ca sĩ nào giành được nhiều giải thưởng Grammy nhất? Linh Chi. Taylor Swift ạ. Beyonce sẽ là câu trả lời của câu hỏi cuối cùng ạ. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Em sẽ chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 7 chữ cái. Tiểu vùng nào là một trong hai tiểu vùng của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ bao gồm 11 tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh? Trả lời khác nhau và có một bạn thí sinh đã trả lời đúng và đó chính là người lựa chọn hàng ngang luôn ạ. Xin chúc mừng Ngọc Lương. Tiểu vùng Đông Bắc. Bây giờ thì các bạn sẽ được nhìn thấy một góc của hình ảnh gợi ý. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Hữu Tùng. Em xin lựa chọn hàng ngang số 1. Hàng ngang số 1 gồm có 7 chữ cái với câu hỏi như sau. Đới nào nằm ở khoảng giữa hai chỉ tuyến kéo dài liên tục từ Tây sang Đông thành một vành đai bao quanh trái đất là nơi có nhiệt độ cao? Và Trung Thành có chung một câu trả lời là nhiệt đới. Linh Chi lựa chọn là đới nóng. Và chúng tôi xin chúc mừng Linh Chi. Và chúng tôi cũng đã nghe được tiếng chuông từ Hữu Tùng ạ. Xin mời bạn. Câu trả lời chướng ngại vật của em là gió mùa. Bạn dựa trên những cơ sở nào ạ? Theo như em để ý thì gió mùa thuộc xuất hiện ở vùng đới nóng và ta có gió mùa đông bắc. Còn hình ảnh em nghĩ là một cái bản đồ về hướng chuyển động của các gió mùa. Có vẻ như hình ảnh chưa mang lại nhiều thông tin cho lắm. Hữu Tùng dựa khá nhiều vào thông tin đới nóng. Và trường quay bây giờ sẽ cực nóng bởi vì là Hữu Tùng là người trả lời chính xác của chướng ngại vật. Câu hỏi tăng tốc đầu tiên dành cho các bạn thí sinh như sau. Tìm chất thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm. Trung Thành trả lời là C6H6, Hữu Tùng là CO2 và Ngọc Lương là dầu thô. Đáp án chính xác của chúng tôi trong câu hỏi này, chất cần tìm để điền vào dấu hỏi chấm đó chính là dầu mỏ hay dầu thô ạ. Ngọc Lương là người duy nhất giành điểm 40. Đây là một phần thi mang tính đột phá rất lớn, vì vậy các bạn hãy tập trung cao độ cho câu hỏi sắp tới. Các bạn hãy sắp xếp các lãnh đạo với cuộc khởi nghĩa tương ứng. Hữu Tùng lựa chọn là CABD, đó cũng là câu trả lời của Trung Thành. Linh Chi lựa chọn là BDAC và Ngọc Lương là BACD. Chúng tôi muốn hỏi Hữu Tùng, người trả lời nhanh nhất, bạn có thể nói rõ hơn về lựa chọn này của mình không? Hình C, đó là hình của Nguyễn Thiện Thuật, là lãnh đạo khởi nghĩa Bài Sậy. Hình A là hình ảnh của Hoàng Hoa Thám, lãnh đạo khởi nghĩa Yên Thế. Hình B là hình ảnh của Phan Đình Phùng, là lãnh đạo khởi nghĩa Hương Khê. Còn hình D thì nếu không lầm thì là Trương Định. Và
lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Công Tên. Bạn không lầm một tí nào đâu ạ. Xin chúc mừng Hiễu Tùng, bạn là người giành được 40 điểm. 30 điểm thuộc về Trung Thành. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 trong phần thi tăng tốc. Hình tam giác biểu thị giá trị là bao nhiêu đơn vị? Trung Thành trả lời là 4, Ngọc Lương là 8, Linh Chi là 6 và Hữu Tùng là 6. Và chúng ta có thể gọi hình tròn, hình vuông, hình ngũ giác là ABC. Ta sẽ có A cộng C bằng 5, suy ra B bằng 3, C bằng 4. Vậy tam giác sẽ bằng 4 nhân 2 bằng 8 ạ. Ngọc Lương là người duy nhất giành được 40 điểm. Sau đây sẽ là cơ hội tăng tốc số 4 dành cho các bạn. Các bạn hãy cho biết đây là gì? Cải. Hữu Tùng trả lời là rau cải. Trung Thành và Ngọc Lương trả lời là cải. Chúng tôi đã ghi nhận những câu trả lời của các bạn thí sinh. Trong những dữ kiện vừa rồi mà chúng ta được theo dõi thì có một dữ kiện là ... lương. Thì ở đây phải là cải lương, và cải trong cái từ này có nghĩa là đổi mới, cải cách. Vì vậy, để thỏa mãn tất cả các dữ kiện được đưa ra trong câu hỏi vừa rồi thì một đáp án duy nhất được chấp nhận đó chính là cải. Chúng tôi xin được chúc mừng Ngọc Lương, Linh Chi và Trung Thành. Linh Chi có thêm 40 điểm, Trung Thành có thêm 30 điểm và Ngọc Lương có thêm 20 điểm. Giờ là lúc các thí sinh của chúng ta về đích. Ngày xưa chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Hữu Tùng. Chúc bạn thành công. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận định rằng 4 chữ nào là cốt lõi đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Câu trả lời của em là cần, kiệm, liêm, chính. Và Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng nhận định rằng đạo đức ấy của Bác Hồ là tinh hoa của dân tộc và là lương tâm của thời đại. Chính xác là cần, kiệm, liêm, chính. Hữu Tùng sẽ đến với câu hỏi số 2. An, Bình, Cường, Dũng lần lượt rửa cốc. An rửa một nửa số cốc trong chậu, Bình rửa một nửa số cốc An chưa rửa, Cường rửa một nửa số cốc Bình chưa rửa, Dũng rửa nốt 3 cái cuối cùng. Hỏi hôm nay có bao nhiêu khách sử dụng cốc? Biết rằng một nửa khách dùng một cái cốc, số còn lại dùng hai cái cốc và không ai dùng chung cốc với nhau. Các bạn thí sinh còn lại đã tính ra chưa ạ? Em thấy anh chị câu trả lời của em là 8 người ạ. Thực ra là Dũng rửa 1/8 chiếc cốc đấy ạ. Và nếu như chúng ta tính ra thì sẽ thấy rằng là Dũng còn 3 cái cốc thì suy ra là Cường sẽ rửa 3 cái này, Bình rửa 6 cái, An rửa 12 cái. Thì lúc đầu có 24 cái cốc và số khách dùng một cái cốc và hai cái cốc là như nhau. Suy ra là có 8 người dùng một cái cốc và 8 người dùng hai cái cốc. Tính lại chúng ta phải ra là 16 khách. Rất tiếc Ngọc Lương chưa đưa ra câu trả lời chính xác. Bây giờ Hữu Tùng sẽ có một câu hỏi có giá trị 20 điểm cuối cùng của mình. Câu hỏi của Hữu Tùng như sau. Argentit và chloragirit là những loại quặng chứa nguyên tố kim loại nào? Câu trả lời của em là bạc. Câu trả lời của bạn có vẻ khá quả quyết. Bạn nghĩ mình bao nhiêu phần trăm đúng ở câu này? 99%. Thế thì chúng tôi còn gì phải nói nữa. Chúc mừng bạn. Em nên chọn gói câu hỏi 20, 20, 30. 20, 20, 30. Đó là lựa chọn của Ngọc Lương. Chúc bạn thành công. Theo kết quả đánh giá thống kê thương mại thế giới của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO công bố vào cuối năm 2021, hai quốc gia nào là những nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới năm 2020?
Câu trả lời của em là Việt Nam và Trung Quốc. Câu trả lời của chúng tôi cũng giống như thế. Xin chúc mừng Ngọc Lương. Bây giờ thì Ngọc Lương sẽ có một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em có. Ngôi sao hy vọng dành cho Ngọc Lương. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo bạc quàng súng trường là những câu thơ trong bài thơ nào của tác giả Nguyễn Đình Thi? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Trung Thành. Em nghĩ đáp án cho câu hỏi này là đất nước. Đất nước ạ? Vâng. Linh Chi lắc đầu. Nếu như Linh Chi giành được quyền trả lời câu này thì câu trả lời của em là gì? Câu trả lời của em cho câu hỏi này là bài thơ Lá Đỏ ạ. Bài thơ này được sáng tác vào năm 1974 và về sau được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thành một bài hát trường tồn mãi với thời gian, đó chính là bài Lá Đỏ ạ. Rất tiếc. Ngọc Lương sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần thi của mình có giá trị 30 điểm. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Lừa được lai với ngựa cái, sinh ra con la có ưu thế lai thì phép lai nào đã được sử dụng ở đây? Các bạn thí sinh khác thì sao ạ? Xin mời Tùng. Câu trả lời của em là lai khác dòng. Đáp án chính xác trong câu hỏi này phải là phép lai xa. Hữu Tùng chưa giành được điểm. Và Ngọc Lương cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bạn có thể về vị trí nhé. Em xin chọn gói 20, 30 và 20. 20, 30 và 20 đó là lựa chọn của Trung Thành. Bạn thành công. 4 giây như khóc như than, khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng. Các chữ người trên tiệc dùng để chỉ ai trong số người sau? Kim Trọng, Từ Hải, Thúc Sinh, Hồ Tôn Hiến, Sở Khanh. Câu trả lời của em là Hồ Tôn Hiến. Hồ Tôn Hiến và Từ Hải. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Ngọc Lương. Em đưa anh chị, câu trả lời của em là Thúc Sinh, Hồ Tôn Hiến, Sở Khanh. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là Thúc Sinh. Thế thôi ạ. Mời bạn trả lời câu hỏi sau của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại khu lưu niệm của một vị cố chủ tịch nước đáng kính của nước ta, nằm tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trong những năm gian khó của đất nước sau chiến tranh, ông là một trong những người đã sớm tìm tòi, tiên phong đổi mới nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt trong công tác khoán, ông đã có những kiến nghị với Trung ương về tháo gỡ khó khăn, đổi mới tư duy mang tính chiến lược, góp phần quan trọng hình thành chỉ thị 100 về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm trong hợp tác xã nông nghiệp. Đây là bước đột phá về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong nông nghiệp. Vậy các bạn hãy cho biết, nhân vật mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây là ai? Chúc các bạn thành công. Em nghĩ là Huỳnh Thúc Kháng ạ. Huỳnh Thúc Kháng. Các bạn thí sinh khác có câu trả lời không ạ? Em thưa anh chị, câu trả lời của em là cố chủ tịch nước Võ Chí Công. Đây là một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, một người học trò vô cùng xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin được chúc mừng Ngọc Lương. Trung Thành sẽ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Câu hỏi của Trung Thành như sau. Nếu có iốt lẫn tạp chất là natri iốt tua thì cách đơn giản nhất để có iốt tinh khiết là gì? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hữu Tùng. Câu trả lời của em là làm cho iốt thăng hoa. Làm cho iốt thăng hoa. Và nếu như Hữu Tùng trả lời chính xác câu hỏi này thì bạn sẽ gia tăng khoảng cách với người đang đứng ở vị trí thứ hai. Và với câu hỏi này, chúng tôi tặng Hữu Tùng 20 điểm.
Em xin lựa chọn gói câu hỏi 20, 30 và 20, ngôi sao hy vọng ở câu cuối cùng ạ. Tùy vào độ pH của đất, hoa cẩm tú cầu sẽ xảy ra biến đổi gì ở kiểu hình? Câu trả lời của em là màu ạ. Đây là hiện tượng thường biến trong sinh học và với những độ pH nhất định thì hoa cẩm tú cầu có thể đổi sang màu xanh blue, màu tím, màu hồng, màu đỏ. Và câu trả lời của bạn chính xác. Xin chúc mừng Linh Chi. Bây giờ thì Linh Chi sẽ đến với câu hỏi 30 điểm. Chúc bạn thành công. Bài thơ nào của tác giả Phan Khôi là một trong những tác phẩm mở đầu cho phong trào thơ mới? Nhờ nó mà một số đông thanh niên trong nước bỗng thấy mở ra một góc trời vì cái táo bạo giấu giếm của mình đã được một bậc đàn anh trong văn giới công nhiên thừa nhận. Câu trả lời của em là bài thơ Tình Già. Tôi muốn có một yêu cầu khác khó hơn dành cho bạn. Bạn có biết những cái câu trong ngoặc kép là trích từ đâu không ạ? Em không chắc nhưng mà em đoán là đây là nhận định của Hoài Thanh ạ. Ước gì tôi có 60 điểm để cho bạn. Vâng, chúc mừng Linh Chi là người trả lời đúng câu hỏi 30 điểm vừa rồi với đáp án Tình Già. Câu hỏi cuối cùng dành cho Linh Chi và chúc Linh Chi vẫn như bây giờ. Bình tĩnh, tự tin với lựa chọn ngôi sao hy vọng. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Vietnam currently has over 1,000 kilometers of highway in use. When traveling via highway, it's important to be able to recognize a number of different abbreviations. For example, TN means tunnel, SA means service area, and TG means toll gate. What does IC represent? Good luck. Các bạn thí sinh khác thì sao ạ? Câu hỏi của cô là Việt Nam hiện nay đã đưa hơn 1.000 km đường cao tốc vào sử dụng và trong khi chúng ta đi trên đường cao tốc thì có một số ký hiệu mà chúng ta có thể lưu ý và cô hỏi vậy ký hiệu IC có nghĩa là gì? IC viết tắt của Interchange, nút giao. Và chúc mừng Hữu Tùng là người xuất sắc giành được vòng nguyệt quế của chương trình ngày hôm nay. Thí sinh giành được giải nhất tháng ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 15 triệu đồng.